Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đến với kênh của mình. Và dưới đây chúng ta cùng chia sẻ với nhau những cái điều mà chúng ta không nên làm nếu không muốn người ta buông tay, dù cho còn rất yêu bạn. Có thể rằng họ yêu bạn say đắm, yêu bạn nồng nàn đấy, nhưng mà người ta muốn buông tay. Thế nên rằng dưới đây là những cái lý do bạn đừng nên làm. Điều thứ nhất đó là không biết lắng nghe. Khi bạn không biết lắng nghe người khác, có thể rằng khi họ tán tỉnh bạn, họ chinh phục bạn thì họ lại thích lắng nghe bạn và bạn luôn nói nhiều và quá nhiều về mình. Nhưng mà sau rất nhiều thời gian họ chinh phục được bạn rồi, và rất nhiều thời gian bạn lúc nào bạn cũng chỉ muốn nói về mình thôi và bạn không muốn nói, không muốn lắng nghe người khác, thì chắc chắn rằng dần dần thì họ sẽ chán và họ muốn buông tay. Điều thứ hai là miễn cưỡng thể hiện tình cảm. Cái gì cũng thế, khi mà các bạn chân thật, các bạn chân thành, các bạn thẳng thắn thì chắc chắn không trước thì sau bạn sẽ chiếm được tình cảm của một người. Nhưng nếu mà các bạn chỉ miễn cưỡng thể hiện tình cảm thì chắc chắn rằng không sớm thì muộn người ta cũng nhận ra điều đó, và chắc chắn rằng người ta sẽ chán và người ta sẽ buông tay. Điều thứ ba các bạn không nên làm nếu không muốn người đó buông tay, đó là bạn nói dối quá nhiều. Nhiều khi những cái câu nói dối, cũng có thể rằng có bạn sẽ chia sẻ rằng có những cái câu nói dối sẽ làm cho người khác rất là vui, rất là hạnh phúc, thì mình cũng rất là công nhận rằng sẽ có những cái câu nói dối. Có thể rằng khi bạn muốn người đó hạnh phúc, bạn có thể nói có những câu nói dối sẽ làm người đó hạnh phúc hơn, sẽ làm cho người ta không đau khổ hơn. Nhưng mà chỉ một chút thôi. Còn đa phần là những cái câu nói dối, bạn nói dối quá nhiều sẽ làm cho người ta chán. Không ai thích một người khác luôn luôn nói dối mình. Khi mà bạn nói dối họ để đem niềm vui, hạnh phúc đến cho họ, thì những cái lời nói dối đó họ biết và họ trân trọng. Còn khi mà bạn khi nào bạn cũng nói dối, bạn nói dối bất kể khi nào, thì chắc chắn rằng đối phương sẽ chán và sẽ muốn buông tay ra. Điều thứ tư bạn không nên làm đó là chi ly quá về tiền bạc. Tiền bạc chúng ta cũng không cần quá là chi ly. Tất nhiên tiền bạc không phải là quan trọng nhất, nhưng nó cũng rất là quan trọng. Nếu mà lúc nào bạn cũng chi ly quá về tiền bạc ấy, sẽ làm đối phương sẽ không thích. Bất kỳ ai trong chúng ta cũng thế. Khi mà yêu một người mà họ quá là chi ly về tiền bạc, ví dụ yêu một người đàn ông, khi nào họ cũng chi ly tính toán từng chút một đối với phụ nữ, thì chắc chắn phụ nữ sẽ chán. Có thể là rất yêu đấy, nhưng mà cuối cùng thì người ta cũng muốn chia tay vì họ rất là mệt mỏi. Kể cả với người phụ nữ cũng thế, phụ nữ quá là chi ly thì chắc chắn đàn ông cũng sẽ không thích. Điều thứ năm các bạn không nên làm đó chính là liên tục nói bận. Trong tình yêu ấy, cho dù họ yêu bạn say đắm đến đâu, nhưng mà nếu bạn không có khoảng thời gian ở bên cạnh nhau thì chắc chắn rằng tình yêu đó sẽ mờ dần. Khi mà các bạn muốn tăng gia vị tình yêu một chút thì các bạn có thể nói bận đối với đối phương để cho đối phương nhớ nhung mình, đối phương nghĩ đến mình nhiều hơn. Nhưng mà khi mà các bạn yêu nhau ấy, mà các bạn cứ suốt ngày bạn nói bận bất kể khi nào, thì liệu cái mối quan hệ đó có bền vững được không? Khi mà chúng ta không có thời gian dành cho nhau thì chắc chắn tình cảm nó sẽ phôi phai dần theo năm tháng. Tất nhiên có khi bạn nói bận sẽ làm cho mình thích, nhưng mà nếu mà bận triền miên, không có thời gian dành cho người khác, thì chắc chắn tình nó sẽ nhạt phai. Điều tiếp theo các bạn không nên làm nếu mà không muốn người đó buông tay khi còn yêu bạn say đắm, đó chính là bạn muốn thay đổi người ấy. Bạn đừng bao giờ nghĩ rằng mình có thể thay đổi được một người, trừ khi họ muốn thay đổi, họ sẽ thay đổi. Còn đâu nếu bạn muốn thay đổi người ta và tìm mọi cách để thay đổi người đó, thì đó là một điều không thể. Cho dù bạn quan trọng với người ta như thế nào, cho dù người ta yêu bạn đến đâu, thì bạn cũng không thể thay đổi được người ta. Một là bạn học cách chấp nhận tính cách của người đó. Hai là họ tự, để bản thân họ tự thay đổi. Còn bạn chắc chắn sẽ không thay đổi. Cái hành động cuối cùng các bạn không nên làm
Nếu không muốn người đó buông tay, đó chính là không cho họ khoảng thời gian riêng tư. Bất kỳ ai trong chúng ta, như mình đã nói ở video trước, thì ai cũng cần có một khoảng thời gian để nhìn nhận lại bản thân. Tất nhiên rằng có những khi mình buồn chán, mình muốn có người an ủi, động viên, nhưng mà có những khi mình chỉ muốn một mình thôi, nhìn nhận lại tất cả mọi điều. Và nếu mà bạn không bao giờ cho họ có khoảng thời gian riêng tư thì chắc chắn tình yêu nó sẽ phai nhạt dần. Cuộc sống của họ còn rất nhiều điều phải lo, rất nhiều điều, chứ không chỉ xoay quanh một người phụ nữ. Bạn không bao giờ cho họ khoảng thời gian riêng tư, cho dù bạn quan trọng như thế nào đối với người ta, cho dù tình cảm của bạn có sâu đậm đến như thế nào, cho dù họ rất rất yêu bạn, họ cũng dần dần sẽ muốn và có ý định chia tay với bạn. Bởi vì họ không có khoảng thời gian riêng. Có thể rằng khi bạn mới yêu ấy, thì họ rất thích khi mà bạn suốt ngày ở bên người ta sẽ rất thích. Nhưng mà sau dần ấy, thì những cái đấy nó là một cái chu trình của thời gian rồi. Có được tình yêu, họ còn muốn làm rất nhiều điều, chứ không phải cuộc sống của họ chỉ xoay quanh một người phụ nữ hoặc một người đàn ông. Họ còn rất nhiều điều phải lo, và họ muốn mình phát triển bản thân, muốn làm được một cái điều gì đó tốt đẹp hơn, làm cho cuộc sống thay đổi hơn, chứ không phải lúc nào họ cũng chỉ xoay quanh một người phụ nữ. Khi đối phương không có khoảng thời gian riêng, không có một cái không gian riêng của mình, thì họ sẽ mệt mỏi, họ sẽ chán. Cho dù yêu bạn đến đâu thì người ta cũng sẽ rất mệt mỏi và chán, và dẫn đến người ta muốn chia tay bạn cho dù còn yêu bạn say đắm. Các bạn ơi, trên đây là những cái điều mà các bạn không nên làm nếu không muốn người đó buông tay bạn khi còn rất rất yêu bạn, khi còn yêu bạn say đắm. Các bạn ơi, nếu mà các bạn thấy video có ích thì các bạn hãy like, hãy đăng ký và chia sẻ cho mọi người cùng xem nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn.